Anh em nhìn là biết món gì không nè, đây là món bò né, ăn vào là phải né, nhìn thấy ngon không nè, có trứng với thịt bò còn có pate nữa. Thông thường thì người ta ăn có ổ bánh mì à, mình chơi luôn hai ổ cho no, cái này ăn thèm với cải xanh với cà chua và mấy lát dưa leo nữa là ok. Ăn này ngồi uống cà phê còn gì bằng, nhưng nay thứ bảy mà quán hơi vắng quá.